Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Chim Mừng Vlog. Cho phép lời đầu tiên Chim Mừng Vlog gửi lời chào lời chúc sức khỏe cho anh em. Chúc anh em có những giây phút xem video thật là vui vẻ, thoải mái và bổ ích. Nếu anh em cảm thấy video của Chim Mừng Vlog hay và ý nghĩa, hãy cho một like và subscribe để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hôm nay Chim Mừng Vlog lại chia sẻ cho anh em cách là tải video tiếng cười bá đạo về để chèn vào video, làm cho video thêm sinh động, hấp dẫn và ý nghĩa hơn. Thì việc đầu tiên là chúng ta phải vào phần Google Chrome. Đó, chúng ta sẽ vào phần Google Chrome nhé. Chúng ta gõ vào đấy. Sau đó chúng ta gõ vào phần 3 chấm này. Để chúng ta bật trang web cho máy tính lên. Và chúng ta tích xanh vào đây. Nếu chưa có tích xanh thì chúng ta sẽ tích xanh, chúng ta gõ vào phần 3 chấm. Chúng ta ấn vào dấu ô vuông vuông này để tạo tích xanh. Sau đó chúng ta gõ vào trên thanh công cụ tìm kiếm này. Chúng ta ghi là m.youtube.com nhé. Không sai một tiếng nào đâu. Sai là tôi dừng như đấy. Đi tới. Đó. Thì trên thanh công cụ tìm kiếm này. Chúng ta đó. Thì chúng ta sẽ gõ từ tải video tiếng cười tải này. Video này. Tiếng cười. Chúng ta tự tìm. Đó. Để tìm hoặc là ấn nút. Ấn tìm. Tìm kiếm hoặc là ấn nút xanh xanh này cũng được. Đi tới này. Đó. Nó sẽ ra một cái video đầu tiên này. Rất là nhiều video này. Thì chúng ta sẽ chọn vào cái video đầu tiên này. Cái này 10 phút kìa. Gõ vào đây. Sau chúng ta sẽ gõ vào trên thanh công cụ tìm kiếm này. Đó. Gõ vào đây. Thì nó sẽ xuất hiện ra một cái trang web này. Thì chúng ta sẽ có hình cây bút. Gõ vào hình cây bút. Chúng ta kéo lên trên đầu. Chúng ta xóa từ cái sau cái dấu chấm của thằng đó. www. Chúng ta xóa cái phần đấy. Xóa hết nhé. Xong chúng ta ghi từ ss. Chúng ta đi tới. Đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái chữ tải về nha. Đó. Chúng ta sẽ nhìn thấy chữ tải về này. Đó, tải về này. Tải về. Đang xử lý. Tải về. Chúng ta đợi một lúc. Đó, sau khi tải về chúng ta ấn thoát trở ra vào phần Kimi Master nhé. Đó, chúng ta sẽ vào phần Kimi Master nhé. Thì anh em sẽ có ra một cái giao diện như thế này. Thì anh em ấn vào chữ dấu cộng số tạo mới này. Anh em ấn vào 169. Anh ấn là từ tiếp theo nhé. Thì đó, anh em sẽ chọn một cái video nào đó đi. Anh em mình chèn ra. Chọn vừa một cái video này đây. Video gì đây? Giải thế. Và trở lại video ngắn ngắn nè. Đó. Xem video gì đây. Anh đồ má Sài Gòn. Đó rồi, được. Đây, cái đoạn mà anh đồ má Sài Gòn nhé. Anh đồ má Sài Gòn.
chưa các bạn? Dạ này bạn muốn thêm cái sau từ ăn đủ mát Sài Gòn. Ăn đủ mát Sài Gòn. Đó, bạn dừng ở đấy. Bạn sẽ vào phần lớp, bạn gõ phương tiện, bạn gõ phần download. Đây tôi sẽ, đây là tôi sẽ tải hai cái video này về rồi này. Thì các bạn sẽ chọn một trong hai video đó. Có thể xảy ra vấn đề khi chỉnh sửa hoặc xem trước video, nhưng chất lượng video sau khi xuất ra sẽ không bị ảnh hưởng. Ok luôn. Chúng ta nghe thử xem bạn nào phù hợp. Đấy, bạn muốn nó nhanh nhé, bạn gõ vào cái thanh đan hát này, bạn dí một lúc, khi nó mất thì bạn phải bạn kéo lên, bạn cắt ra đi phát này cho nó ngắn lại, cắt sang đầu phải của phát này, gõ và kéo lên xem đoạn nào nó hay. Cắt này. Công cụ tham gia của cái thằng đạo đó nhé, cắt sang đầu phải phát cho bạn nghe thứ này. Wow. Do it. Just do it. Để ví dụ bạn ấy muốn lấy đoạn này nhé. Đó, ví dụ bạn muốn lấy đoạn này, bạn ấn vào thanh camera của đoạn video đó, bạn cắt sang đầu phải của phát, để nó sẽ cắt đoạn cuối, đúng không? Thì bạn sẽ ấn vào cái thanh này bạn, và các bạn kéo lên đúng vào cái vị trí mà bạn ăn đủ mascaron á. Để chạy tiếng này. Đấy, bạn Sài Gòn. Đẹp chưa các bạn? Đây, các bạn thích cái to hay nhỏ đều vị trí này thì tùy bạn nhé. Hay bạn thích to nhỏ, ví dụ tôi cho to hết màn hình ra đi. Thì tôi kéo vào tôi hai mũi tên này kéo hết ra. Đấy. Ok, xem lại từ đầu nhé. Ăn đủ mà Sài Gòn. Don't let your dreams be. Đó. Đơn giản vậy thôi các bạn. Mày đẹp thế. Đúng là cảnh bầu trời và thiên nhiên. Ví dụ tôi muốn thêm vào đoạn này một đoạn nữa, thì tôi sẽ có vào thanh đấy. Tôi ấn chữ lớp, ấn phương tiện. Tôi tìm được cái phần download á. Có cái này đi. Kéo lên tìm cái đoạn mà bạn thích nhé. Thì tôi kéo con hổ này này. Cắt từ đoạn con hổ cắt này. Cắt sang đầu phải của phát này. Chạy thử thế nào. Đó. Đến đây thôi, cắt anh cho cái keo cắt sang đầu phải của phát đó. Nhưng mà cái con sư tử này nhé, thì bạn chỉ để nó nhỏ nhỏ bệnh được, hoặc là tách tiếng cười cũng được. Tôi thích hình ảnh sinh động đó, đây là được thứ nha. Còn các bạn mà muốn
muốn chèn tiếng cười mà không có hình ảnh chỉ đơn giản thôi. Các bạn gõ vào chữ lớp, gõ vào đâu, các bạn gõ vào âm thanh chứ, âm thanh các bạn gõ vào phần thư mục, các bạn gõ vào phần download. Đó, ví dụ tiếng cười cam mao này chẳng hạn này, hoặc là cười giòn, cười dữ, cười bà ảo này. Tôi ví dụ cười cười giòn này cho nó hoành tráng. Cười ngon. Muốn đặt nó ở vị trí nào để giữ vào thanh cam mao này. Gõ vào dấu cộng nhé, xong ấn dấu x là sẽ xong. Ok, xem lại từ đầu nha. Ấn đủ Mastercom. Đẹp chưa các bạn? Chuẩn. Just do it. Quá chuẩn. Don't let your dreams. Ok chú. Tiếng này nó to quá thì bạn muốn cho cái tiếng cười ho này nó nhỏ lại thì bạn gõ vào thanh cam na cười ho đấy, bạn gõ vào vào cái loa đấy, bạn kéo xuống hoặc tăng lên tùy bạn nhé. Đó, tôi để nhỏ thôi, 38% là ok. Đó, thì sẽ tiếng cười nó sẽ nhỏ đi. Còn tôi mà muốn thằng này nó quát, thằng Tây này nó quát to đấy, tôi sẽ ấn vào đó, tôi ấn vào giữa sân loa, tôi kéo to hết cỡ này là ok. Các bạn nhìn nó quát to gớm mặt chưa? Đẹp chưa các bạn? To thế. Just do it. Ừ. Don't let your dreams be. Đó. Giờ hết việc coi cảnh thiên nhiên đi các bạn ạ. Chúc các bạn thành công nhé. Nếu các bạn cảm thấy hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh nha. Còn bây giờ bye bye, hẹn các bạn vào những video tiếp theo.